Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Nhận định Thế sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bước vào phần 2 của chương trình thì chúng tôi xin phép nói về một cái hội nghị về việc chính sách của Hoa Kỳ, chính sách lượng và kinh tế đối với Trung Cộng. Thì trong cái cuộc họp ngày 23 tháng 6 thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông John Biden, ba cái vấn đề trọng tâm được đưa ra trong cái lần này là vấn đề thứ nhất là Biển Đông, về an ninh, về trang trên mạng cũng như là về vấn đề môi trường. Thì kính thưa bình luận gia Lê Đại Nguyên, đứng trước cái bối cảnh này thì những cái thảo luận giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong vấn đề đối nội và đối ngoại thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào và sắp tới đây sẽ có những cái thay đổi nào thưa ông? Cái đề tài đặt ra trong hội nghị này đó. Yeah. Vì cái hội nghị này là do Vương Dương đó thành vấn đề đặt ra, đây là một cái hội nghị cấp cao cho nên Phó Tổng thống mới ra để mở mang cái câu đó. Thì ông Ngoại trưởng John Kerry, ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và bên kia là ông Dương Quyết Trì, bên ông Dương, tất cả những họp như vậy thì họ đã đi đến thảo luận là họ thấy rằng nước Mỹ đặt tất cả những vấn đề khó khăn nhất, Biển Đông khó khăn nhất, an ninh mạng là bây giờ anh Trung Cộng đang là bắt đầu tổ chức đánh cắp an ninh mạng. Họ đặt vấn đề rất là thẳng thắn và gay go. Và hai bên đều nhận thấy rằng tất cả sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và những sự xung đột nhau vẫn còn đó. Nhưng mà nhất định không thể bỏ được nhau, phải tiếp tục đối thoại. Cái vấn đề chính là đối thoại. Họ đối thoại công khai thì ta biết ta không nói gì cả. Bởi vì Biển Đông vẫn còn đó, không giải quyết gì được cả. Và an ninh mạng vẫn chẳng giải quyết gì cả. Rồi vấn đề, tất cả những vấn đề dân quyền cũng giải quyết gì cả. Yeah. Ở trên công khai nó giải quyết gì không. Nhưng bên trong nó, trong cái ngầm đó thì nó phải giải quyết. Đó là vấn đề chúng ta thấy rồi. Hình thức bên ngoài họp hội nghị và to tát như vậy đưa ra những vấn đề mà chồng chéo nhau, những về khúc mắc, những về khó khăn không giải quyết được, những về đối chọi nhau, những vấn đề mà gọi bất đồng chính kiến nhau nhiều lắm. Nhưng mà để cuộc họp đó, đấy là hình thức. Còn bên trong họ phải nói chuyện với nhau. Yeah. Là vấn đề bên trong. Thì trong cái cuộc này đó thì đây là cuộc họp mà người ta chuẩn bị cho cuộc họp của ông Tập Cận Bình với ông Obama tháng 9 để chuẩn bị cho hai người tất cả dùng những ý kiến trái ngược nhau để đem lại, để thảo luận với nhau để cuối cùng có kết quả là giữa Obama và Tập Cận Bình có những ý kiến chung quyết. Thành vấn đề đặt ra là bây giờ cái cuộc họp này Mỹ đặt ra tất cả vấn đề khó khăn. Mà những vấn đề đó hầu như là Trung Cộng cũng thấy đó là khó khăn. Nhưng mà khó khăn mấy khó khăn nhưng mà họ vẫn tiếp tục rằng chúng ta phải đối thoại với nhau. Cái vấn đề mà chúng ta đặt ra là vấn đề đối thoại, thì chúng ta biết là ngay cả ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói là cái vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông rất là quan trọng. Mà trong khi đó thì chúng ta biết là Trung Cộng vẫn tiếp tục vấn đề xây dựng đảo, của những cái đảo ngầm như vậy. Thì làm sao mà họ có thể thỏa thuận được với nhau? Đấy, không? Chính cái đó đặt ra là chúng tôi nói những cái quan điểm chúng tôi cho anh, vậy anh tự giải quyết lấy. Yeah. Chúng tôi không đòi hỏi anh có chủ quyền hay không chủ quyền ở những cái đảo đó cả, tôi không nói. Nhưng những cái đảo đó không có, những cái đảo mà anh khơi ra đó, nó không có ở trong quy luật quốc tế, nó không có 12 hải lý. Tức là cái gọi là cái chủ quyền nó là cái đảo mà anh khơi lên thôi, chứ không thể anh dùng cái đảo đó rồi anh lấy 12 hải lý rồi anh lấy cả cái vùng biển Nghệ Bò. Đấy là cái việc mà cái nguyên tắc của pháp lý không cho phép. Và chúng tôi nói thẳng với các anh rằng vùng trời vùng biển là tự do hàng hải. Yeah. Tự do lưu thông, anh đụng vào là không được. Cái gọi là tôi cái hạn khe cuối cùng nó là nằm chỗ đó. Anh đừng có đụng tới cái đó. Anh nhận cái chủ quyền đảo đó gì, anh mất nhận. Việt Nam nhận 40 cái đảo nhỏ đó, anh nhận 7-8 cái đảo nhỏ đó, các anh nhận kệ các anh. Chúng tôi cần biết cái gì nhận đấy, nhưng mà vùng trời vùng biển là phải tự do. Cái đó là cái Hoa Kỳ đặt thẳng vấn đề đó cho Biển Đông. Vậy thì rõ ràng là Trung Cộng bây giờ thì tôi nói thôi không khơi đảo nữa, mà tôi chỉ hoàn tất cái đảo đó ở trong cho cư dân đến ở thôi, cũng không dám nói rằng chúng tôi đặt quân sự nữa. Đó là vấn đề đặt ra là Trung Cộng có vẻ lùi bước cái đó,
chúng ta thấy hiện. Nhưng vấn đề vẫn vấn đề quan trọng bây giờ ở Biển Đông đó, vấn đề đó không phải vấn đề của Mỹ không thôi, mà vấn đề của Nhật Bản. Nhật Bản nếu mà cái đường hàng hải của Manaka nó bị chặn đi thì cái mà nguy hiểm nhất là Nhật Bản bị nguy hiểm nhất. Thành ra vấn đề giờ là Nhật Bản với Philippines hợp tác với nhau đang lên chuẩn tuần tra ở trên cái Biển Đông. Và như vậy Nhật Bản là cái nước mà phải đối đầu với Trung Cộng. Nếu anh mở rộng cái tầm kiểm soát của anh Biển Đông thì anh vi phạm vào cái quyền lợi của Nhật Bản. Đó là vấn đề chúng ta thấy rõ, là đặt cho Trung Cộng những vấn đề rõ ràng là anh phải lùi. Anh không thể tiến được. Có một số ý kiến cho rằng là Nhật Bản có thể là người sẽ ra tay trước để đối đầu với Trung Cộng, và lúc đó thì bắt buộc Mỹ phải nhảy vào cái cuộc chiến này, thì cái chuyện đó có thể xảy ra không thưa ông? Vâng, cái cuộc chiến này có thể xảy ra không là cho Mỹ, chứ không phải cho ai hết. Mỹ có nhảy vào không nhảy vào của Mỹ, và họ không nhảy vào thì có phương pháp để không nhảy vào. Tức là tất cả chúng ta cái hệ lụy mà kinh tế giờ này, tại sao người ta phải đối thoại với nhau? Bởi vì hệ lụy kinh tế của tàu với nền của Mỹ nó gắn bó với nhau, nó lớn quá, hai cái khối đó nó không thể tách rời rộng nữa. Cho nên là từ cái kinh tế đó sang, và vấn đề đặt ra chính là cái vấn đề mà giải quyết được không giải quyết được, là cái xuyên đối tác xuyên Thái Bình Dương của Mỹ có thành công hay không. Nếu thành công thì cả cái khối của Thái Bình Dương đó, nó là một cái đối trọng với kinh tế của Trung Cộng. Kính thưa quý vị, thì trở lại với vấn đề Việt Nam, thì chúng ta biết là sắp tới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên, trong cái bối cảnh hiện nay mà chúng ta người ta thường nói là trong ấm ngoài lạnh giữa cái quan hệ giữa Việt Cộng cũng như là Hoa Kỳ, thì liệu cái chuyến đi lần này nó sẽ ảnh hưởng thế nào, và có những điều gì chúng ta sẽ hy vọng sẽ thấy qua cái chuyến đi này thưa ông? Những cái mà ta nói với nhau từ xưa này là cái số phận của Việt Nam. Cái thế của Việt Nam nó nằm ở trong cái thế kẹt. Từ xưa nay chúng ta chẳng chủ quyền cả. Nhưng chính phủ mà của chúng ta lập lên, nó không bén dễ vì dân chúng. Nó không có đứng với Cộng sản bao giờ nghĩ dân đâu. Ngày xưa ông lấy toàn dân nó chiến đấu được, dân ủng hộ ông. Ông thắng Pháp được như vậy. Nên cuối cùng khi ông cầm quyền rồi thì ông bóc lột dân. Ông đi với dân nữa. Thành anh có gốc từ dân chúng, mà đang gốc từ dân chúng thì do ngoại quốc quyết định. Số phận Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng do ngoại quốc họ thảo luận với nhau quyết định, rút quân hay gì không, để mà tồn tại hay mà không tồn tại. Thì bây giờ cũng thế thôi. Bây giờ Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay là thân Trung Cộng, là đệ tớ Trung Cộng hoàn toàn, nói sao nghe vậy thôi. Bây giờ tự nhiên sang Mỹ, sang Mỹ không phải là tự Việt Cộng sang Mỹ được, nó thật là không thể Việt Cộng sang Mỹ, nếu không có cái lệnh của Trung Nam Hải thì không bao giờ sang Mỹ được cả. Thì tại sao mà chuyến này Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Hoa Kỳ đón Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Đón một cách rất trang trọng. Ông đại sứ của Mỹ tại Hà Nội, ông nói chúng tôi đón rất trang trọng, đón tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên không đại yến thì sẽ để cho ông Bộ trưởng Ngoại giao lo việc tiếp đãi, nhưng mà chúng tôi đón tiếp ông một cách linh đinh. Tùy Nguyễn Phú Trọng thôi, có hiểu biết rằng số phận của mình đã được quan thầy của mình nói gì với Hoàn Đốn không? Hai bên Bắc Kinh với Hoàn Đốn nó nói gì với nhau? Có hiểu ý không? Nếu mà hiểu ý ra đó thì Nguyễn Phú Trọng bây giờ đó là đến lúc phải hoàn toàn đi theo bên Mỹ. Mà đi theo Mỹ thì Nguyễn Phú Trọng có thể ngồi lại Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới. Đó là cái việc mà chúng ta thấy bây giờ hiện tại thấy được Nguyễn Tân Dũng hồ ngộ đó. Nguyễn Tân Dũng hồ ngộ cũng là mượn thế của Mỹ, mượn thế của Tây Phương để mà hùng hổ mạnh mẽ thôi. Còn đích thực ra thì anh không bén dễ được Nguyễn Tân Dũng. Anh có đổ hay không đổ Tân Dũng không cần thiết. Thành vấn đề đặt ra là có Nguyễn Trọng hay là Nguyễn Tân Dũng cũng vậy thôi. Vấn đề đặt ra là anh có biết đường mà anh đi không? Anh có biết đường anh theo cái trào lưu tới không? Đấy là vấn đề đặt ra như vậy thôi. Một lần nữa rất là cảm ơn những lời phân tích của luật gia Lý Đại Nguyên trong chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ. Mời ông gửi lời chào chúng ta chia tay quý vị khán giả thưa ông.
Vâng, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Nhận định Thế sự trong tuần này, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình lần sau.